Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa vàng đỏ nghịch. Vàng đỏ nghịch rất là đẹp các cô chú anh chị. Đẹp xuất sắc. Đây là cây không tên số 8. Cây này xuất nguồn, xuất xứ từ thành phố Tân An, Long An. Cây này của Long An sổ luôn nha các cô chú anh chị. À, không tên số 8. Đó, nắng lên rồi, nắng lên rồi. Cái bông mới phê. Không tên số 8. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một số cái cây, một số cái mầm để các cô chú anh chị mình sưu tầm làm giống nha các cô chú anh chị. Không tên số 8. Số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. Số này em có sử dụng Zalo. Cô chú anh chị nào mình có xài Zalo thì mình kết bạn giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trồng lan, giao lưu mua bán các cô chú anh chị. Nãy giờ là quay một bên. Đây bây giờ cái giò này nó đang hiện tại làm mầm gốc rồi, nên rất là nhiều các cô chú anh chị. Dòng này làm kia là rất tuyệt vời. Đây. Rất là phê nha các cô chú anh chị. Nói chung cái mặt hoa này là cực kỳ đẹp. Đẹp không thua cái mặt hoa nào cả của cái dòng chớp nghịch. Rất xuất sắc. Nói chung mấy bữa nay em cũng đã có quay để mời các cô chú anh chị mình ngắm hoa chơi. Thì cũng có một số cô chú anh chị mình cũng có hỏi em một số kỳ. Một số kỳ thì em cũng có chia sẻ. Chia sẻ cô chú anh chị mình. Không tên số 8. Quá xuất sắc nha các cô chú anh chị. Không tên số 8. Mời cô chú anh chị mình ngắm hoa thêm một chút xíu nữa. Rồi em sẽ vô cái hình cây. Em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình ở cái clip bán hàng ngày hôm nay nha. Không tên số 8. Em cũng không biết màu sắc các cô chú anh chị mình coi sao nữa. Nhưng mà cái máy này của em quay là người thật kìa thật. Cái máy này là cũng dạng hà thuộc hàng là cùi bắp thiên sinh nè các cô chú anh chị. Cái máy em nó cũng thường lắm. Ai độ màu hay là độ hoa gì đó em không biết. Nhưng mà đây là em là người thật kìa thật. Quay xong là up lên là mời cô chú anh chị mình là liền. Chứ không có chỉnh sửa. Em đây là xưa giờ là không có chỉnh sửa. Không có chỉnh sửa màu hoa, hình hoa gì nha các cô chú anh chị. Người thật việc thật thôi. Không tên số 8. Bây giờ em mời cô chú anh chị mình vô xem những cái hình hoa, hình cây thực tế nha các cô chú anh chị. Tại trong đây nó hơi mát nên là em phải đem nó ra cái khu ngoài kia cho nó nắng lên. Hôm giờ cũng bán được 1, 2, 3, 4. Nói chung hôm giờ cũng bán được 4 chậu rồi các cô chú anh chị. Nói chung là cô chú anh chị mình cứ inbox em là em gửi cái hình cây của các cô chú anh chị mình xem. Vừa ý thì chốt, không vừa ý thì thôi, không sao cả. Nói chung vui vẻ. Thì hôm nay clip này em giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là 3 cái hình cây. Thì 3 cái hình cây nó có mệnh giá là 2004, 2009, 2007. Không tên số 8. Cây rất là đẹp. Cây này thuộc dạng là hàng là gọi là ấm chậu. Trồng là rễ là ra là phè phè hết rồi. Mà bây giờ em đang thích cái trồng kiểu này các cô chú anh chị. Mình trồng vỏ thông xong rồi có bắt đầu cây nó rễ nó ra rồi mình bỏ giấn cộng vô để lên mặt sao nhìn cái chậu của nó lịch sự mà nó đẹp nữa. Em rất thích. Không tên số 8, mã số 1, 2400K. Thì đang lên hai cái mầm gốc này, cô chú anh chị mình thấy không? Hai cái mầm gốc. Giờ mấy này ra đi, cho nó nắng chút coi. Đấy. Đây. Cho nắng chút. Đây, hai cái mầm gốc đang lên. Thiệt là phê nha các cô chú anh chị. Cây đang mở lá, mầm nó đang mở lá ngon lành cành đầu. Đang phát triển rất là tốt. Đang phát triển rất tốt. Rồi. Để em đo cái chiều dài cho cô chú anh chị mình xem cái cây nó bao lớn nha. Cô chú anh chị mình thấy không? 19 xăng. 19 xăng.
À, 19 xăng tức là cái thước của em đo là nó khoảng tới đây. Đó. 19 xăng nha các cô chú anh chị. Rồi, mấy cái mầm ở dưới thì nó độ hơn 2 xăng các cô chú anh chị, hơn 2 xăng nha. Để cái thước vô cho cô chú anh chị mình xem. Đó, nó vậy đó. Nói chung cái thân này mở lá nè, lá sọc rất đẹp nè. Không tên số 8. Mã số 1 2400K. À, 2400K. Rồi, mã số 2. À, mã số 2. Mã số 2 1900K các cô chú anh chị. 1900K thì tình trạng của cái cây này hiện tại là đã lên một mầm gốc, đã lên một mầm gốc. Mầm còn lại em thấy nó u rồi. U chỗ này nè, là chuẩn bị lên một mầm nữa rồi. Đây, cô chú anh chị mình thấy nó u rồi. Ừ, út nút luôn nè. Đó, vậy là chuẩn bị lên một cái mầm gốc nữa. Hai cái mầm gốc. À, hai cái mầm gốc. À, đây thì cái lá này thì cái đọt nó bị lỗi nhẹ, không sao. Cái này chắc do đại ca rút rút đọt. Nó lỗi đọt thôi. Không sao các cô chú anh chị, cây này nó thuần chậu hết rồi. Nó ấm chậu hết rồi. Đây, cô chú anh chị mình nhìn nè, cái chiều dài của nó là 15 xăng nè. 15 xăng nha các cô chú anh chị. 15 xăng. À, em đo là để đo cho cô chú anh chị mình thấy được cái chiều dài của cây nó bao nhiêu thôi. Dạ, không bán xăng. À. Rồi, mã số 2. Số 2. Rồi, tiếp tục là mã số 3. Mã số 3 này thì nó là 1700 nha các cô chú anh chị. 1700. Nói chung cái cây nó lớn thì giá tiền nó lớn, mà cái cây nó nhỏ thì giá tiền nó nhỏ. Đây, cô chú anh chị mình thấy là cái cây này của nó đang ở tình trạng hiện tại nó là 14 xăng. À, nó ở tình trạng hiện tại nó là 14 xăng nha các cô chú anh chị. 14 xăng. À, thì cái cây này hiện tại thì đã lên một mầm gốc. À, còn mầm bên đây thì chưa. Không lẽ tò mò. Ôi trời ơi, tò mò chính xác, đã lên một mầm gốc nữa rồi. Đây là hai mầm gốc luôn nha các cô chú anh chị. À, mầm gốc này nó lên hộp gạo rồi nè. Tình trạng cái cây này như thế này là ông anh ổng rút đọt thôi. Rút đọt cho cây nó đứng ngọn lại, nó không đi ngọn nữa, để cho nó già thân để nó ra mầm. Rồi cái cây bên đây cái đó là số 3 ha, 1700. Cái này chắc lỡ là chơi luôn, không sao đâu. Rồi đây lên luôn rồi các cô chú anh chị, nãy nằm trong cái vỏ lụa mà nãy nhát tay quá không ấy, không dám. Coi như cây nào cũng đang lên hai mầm gốc nha các cô chú anh chị, cây nào cũng đang lên hai mầm gốc nha. Rồi đó, đó là ba cái hình cây của là cây vàng đỏ ngạch hai, không có tên, gọi là không tên số 8, có tên gọi là không tên số 8. Không tên số 8, ba hình cây. Ba hình cây. Đây. Để em qua bên đây cho cô chú anh chị mình xem. À, cô chú anh chị mình xem cái hoa một lần nữa. À, cái trong đây này nó hơi mát nha các cô chú anh chị, mát nó không có nắng vô nên là dòm cái bông nó không có phê, nó mát là nó không có phê, nhìn không đã. À, rồi xin nhắc lại là số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0797278898. À, số này có sử dụng Zalo thì cô chú anh chị nào mình có xài Zalo thì mình kết bạn giao lưu chia sẻ nha các cô chú anh chị, giao lưu mua bán. Rồi xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở clip bán hàng sau.